Xin chào tất cả mọi người, mình là Quang, năm nay mình 32 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi được giới thiệu cũng như sự tìm hiểu của bản thân ở trên mạng xã hội thì được biết thầy Hồ Ngọc Nghĩa cùng Tizino, mình có đăng ký khóa học nâng cao PUM 12 tại Hà Nội. Thì trước đây thì mình chỉ biết căn bản về Photoshop. Sau khi mà được sự chỉ bảo cũng như là sự truyền đạt của thầy giáo Hồ Nghĩa tại Tizino thì mình đã có được một cái kiến thức cũng như là cái nâng cao tay nghề rất là nhiều. Thì xin chúc thầy giáo Hồ Nghĩa cùng Tizino ngày càng lớn mạnh để có thể truyền đạt nhiều kinh nghiệm cho anh em trong nghề như mình. Xin cảm ơn.